lại nữa xá lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với cái không nội vì sao vì cái không nội còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với cái không nội chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bồn tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh. Vì sao? Vì cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa lại nữa giá lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn niệm trụ vì sao vì bốn niệm trụ còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn niệm trụ chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo còn chẳng thấy có. Vốn là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi từ các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Lại nữa xá lợi từ các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thánh đế khổ vì sao vì thánh đế khổ còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thánh đế khổ chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với thánh đế tập diệt đạo vì sao? Vì Thánh Đế Tập Diệt Đạo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với Thánh Đế Tập Diệt Đạo. Xá lợi tử, các Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các Pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn tịnh lự vì sao vì bốn tịnh lự còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn tịnh lự chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn vô lượng bốn định vô sắc vì sao? vì bốn vô lượng bốn định vô sắc còn chẳng thấy có vẫn là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn vô lượng bốn định vô sắc xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám giải thoát vì sao vì tám giải thoát còn chẳng thấy có hướng là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám giải thoát chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ vì sao vì tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ còn chẳng thấy có vốn là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn giải thoát không vì sao vì pháp môn giải thoát không còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn giải thoát không, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện xả lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xả lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn đà la ni vì sao vì tất cả pháp môn đà la ni còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn đà la ni chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn tam ma địa vì sao vì tất cả pháp môn tam ma địa còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tất cả pháp môn tam ma địa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bậc cực hỷ vì sao? Vì bậc cực hỷ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bậc cực hỷ. Chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thẳng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân vì sao? vì từ bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa chỉ nhất thiết với bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân xả lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với năm loại mắt vì sao vì năm loại mắt còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với năm loại mắt chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với sáu phép thần thông. Vì sao? Vì sáu phép thần thông còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với sáu phép thần thông. Giá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với mười lực của Phật. Vì sao? Vì mười lực của Phật còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với mười lực của Phật chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng vì sao vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp phật bất cộng xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với ba mươi hai tướng đại sĩ vì sao? Vì 32 tướng đại sĩ còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với 32 tướng đại sĩ, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với 80 vẻ đẹp kèm theo. Vì sao? Vì 80 vẻ đẹp kèm theo còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với 80 vẻ đẹp kèm theo xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp không quên mất vì sao vì pháp không quên mất còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với pháp không quên mất chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tánh luôn luôn xả vì sao vì tánh luôn luôn xả còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với tánh luôn luôn xả xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí nhất thiết vì sao vì trí nhất thiết còn chẳng thấy có huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí nhất thiết chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng còn chẳng thấy có, vốn là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các Pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với phật vì sao vì phật còn chẳng thấy có cũng là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với phật chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bồ đà vì sao? Vì bồ đề còn chẳng thấy có, huống là quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bồ đề. Xá lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật Đa, lại nữa xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với Phật, cũng chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa Phật với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là Phật, Phật tức là trí nhất thiết chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa trí nhất thiết với bồ đề, chẳng quán sự tương ưng hoặc chẳng tương ưng giữa bồ đề với trí nhất thiết. Vì sao? Vì trí nhất thiết tức là bồ đề, bồ đề tức là trí nhất thiết. Giá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng đắm vào cái có của sắc chẳng đắm vào cái chẳng phải có của sắc chẳng đắm vào cái có của thọ tưởng hành thức chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái thường của sắc, chẳng đắm vào cái vô thường của sắc, chẳng đắm vào cái thường của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái vô thường của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái vui của sắc, chẳng đắm vào cái khổ của sắc, chẳng đắm vào cái vui của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái khổ của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái ngã của sắc chẳng đắm vào cái vô ngã của sắc, chẳng đắm vào cái ngã của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái vô ngã của thọ tưởng hành thức. Chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của sắc, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thọ tưởng hành thức chẳng đắm vào cái không của sắc, chẳng đắm vào cái chẳng không của sắc, chẳng đắm vào cái không của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái chẳng không của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc, chẳng đắm vào cái hữu tướng của sắc, chẳng đắm vào cái vô tướng của thọ tưởng hành thức chẳng đắm vào cái hữu tướng của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của sắc, chẳng đắm vào cái vô nguyện của thọ tưởng hành thức, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thọ tưởng hành thức. Xá lợi từ các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa. Lại nữa, xá lợi từ các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng đắm vào cái có của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái có của của nhi tĩ thiệt thân ý sứ chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhi tĩ thiệt thân ý xứ chẳng đắm vào cái thường của nhãn xứ chẳng đắm vào cái vô thường của nhãn xứ chẳng đắm vào cái thường của nhi tĩ thiệt thân ý xứ chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng đắm vào cái vui của nhãn xứ chẳng đắm vào cái khổ của nhãn xứ chẳng đắm vào cái vui của nhĩ tĩ thiệt thân ý sứ chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, chẳng đắm vào cái ngã của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm vào cái không của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhãn xứ, chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá lợi tử, các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ứng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với Bát nhã Ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng đắm vào cái có của sắc xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của sắc xứ, chẳng đắm vào cái có của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái thường của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô thường của sắc xứ, chẳng đắm vào cái thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái vô thường của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái vui của sắc xứ chẳng đắm vào cái khổ của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vui của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái khổ của thanh hương vị xúc pháp xứ. Chẳng đắm vào cái ngã của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của sắc xứ, chẳng đắm vào cái ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái vô ngã của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của sắc xứ, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái không của sắc xứ chẳng đắm vào cái chẳng không của sắc xứ, chẳng đắm vào cái không của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái chẳng không của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của sắc xứ, chẳng đắm vào cái vô tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc xứ chẳng đắm vào cái hữu nguyện của sắc xứ chẳng đắm vào cái vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp xứ xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng đắm vào cái có của nhãn giới chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhãn giới chẳng đắm vào cái có của nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ tĩ, tĩ thể thân ý giới chẳng đắm vào cái thường của nhãn giới chẳng chẳng đắm vào cái vô thường của nhãn giới chẳng đắm vào cái thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chẳng đắm vào cái vui của nhãn giới, chẳng đắm vào cái khổ của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vui của nhĩ tĩ thể thân ý giới, chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái ngã của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhãn giới, chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ tĩ thể thân ý giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhãn giới, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng đắm vào cái chẳng tịnh tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái không của nhãn giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhãn giới, chẳng đắm vào cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhãn giới, chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, vì cùng tương ưng với các pháp như vậy, nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa chẳng đắm vào cái có của sắc giới chẳng đắm vào cái chẳng phải có của sắc giới chẳng đắm vào cái có của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái chẳng phải có của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái thường của sắc giới chẳng đắm vào cái vô thường của sắc giới chẳng đắm vào cái thường của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái vô thường của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái vui của sắc giới chẳng đắm vào cái khổ của sắc giới chẳng đắm vào cái vui của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái khổ của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái ngã của sắc giới chẳng đắm vào cái vô ngã của sắc giới chẳng đắm vào cái ngã của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái vô ngã của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái tịch tịnh của sắc giới chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của sắc giới chẳng đắm vào cái tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái không của sắc giới chẳng đắm vào cái chẳng không của sắc giới chẳng đắm vào cái không của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái chẳng không của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng đắm vào cái vô tướng của sắc giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của sắc giới, chẳng đắm vào cái vô tướng của thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm vào cái hữu tướng của thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm vào cái vô nguyện của sắc giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của sắc giới, chẳng đắm vào cái vô nguyện của thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng đắm vào cái hữu nguyện của thanh hương vị xúc pháp giới xá lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa lại nữa xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, chẳng đắm vào cái có của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái có của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng phải có của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái thường của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái vô thường của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái vô thường của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng đắm vào cái vui của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái khổ của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái vui của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái khổ của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái ngã của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái vô ngã của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhãn thức giới, chẳng đắm vào Đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái không của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhãn thức giới, chẳng đắm vào cái không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng đắm vào cái chẳng không của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới chẳng đắm vào cái vô tướng của nhãn thức giới chẳng đắm vào cái hữu tướng nhãn thức giới chẳng đắm vào cái vô tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng đắm vào cái hữu tướng của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhãn thức giới chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhãn thức giới chẳng đắm vào cái vô nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chẳng đắm vào cái hữu nguyện của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới xả lợi tử các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì cùng tương ưng với các pháp như vậy nên gọi là cùng tương ưng với bát nhã ba la mật đa thế quyển thứ 5